Hai mọi người, lại là tôi đây. Chiều nay chúng ta sẽ ăn món bánh bò với bánh bèo nước cốt dừa mọi người. Uống phải sữa đá mọi người. Bánh bò mọi người, bánh bò ăn bèo mọi người, nước cốt dừa mọi người. Bánh bò ăn bèo nhân đậu xanh nước cốt dừa. Lê phải sữa đá mọi người. Mời mọi người dùng ăn mọi người, cũng phải mãi thêm hai cây tăm nữa mọi người, tăm tre mọi người. Bèo này dai dai ngon mà béo béo gì chua nhẹ mọi người, do bột lên men mọi người, nó chua chua cái men á, ngọt ngọt của đường chả mọi người, mặn 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 nhẹ như con miếng muối, tí muối mọi người, muối như béo béo của nước dừa mọi người. Cái bánh này bị dính nước mọi người, nước cho nên hơi ướt ướt xíu mọi người. Này bánh bèo mọi người, như cái lá bèo bánh nó dày dai mọi người, bột mọi người nhìn đậu nó mặn mặn mọi người, có muối mặn mặn mềm mềm bé bé cũng có nước dừa ngọt ngọt của mình, cả cái ăn miếng mọi người, ăn chốc mọi người. Bèo đổ lâu nhưng mà đổ một cái lại một cái, một cái mình phải làm nhân luôn, chay nhân cái lâu. Nhưng mà bánh mặn có bánh chay có bánh mặn, chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người có một buổi chiều thật là ngon miệng và có một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.